Hello, Lan xin chào cả nhà. Hồi cuối tuần thứ bảy Lan có đi xuống chợ Sòng Veo, Lan mua lá giang. Bà con ở trên này thì nhầm khi có thấy bán, nhầm khi không có. Một bọc Lan mua 8 đồng. Rồi bây giờ Lan nấu canh chua lá giang nha bà con, với gà. Thì ở đây có gà vegan chicken, là cũng gà đi bộ chứ không phải gà công nghiệp nha. Gà đi bộ mà giống như của Tây nuôi chứ không phải gà Việt Nam nha. Rồi mề gà thì 300 gram với nửa con gà. Này cũng hơn ký gà nha. Rồi Lan có bằm tỏi, củ hành tím, muối, đường, bột ngọt, chuẩn bị nấu canh chua lá giang. Mời cả nhà vào bếp với Lan nha, mời cả nhà. Rồi Lan để dầu ăn vô nha. Lan để tỏi, củ hành. Mà để nguyên củ tỏi sạch. Rồi bây giờ Lan để gà vô Lan xào nha. Rồi bây giờ mình xào lên. Thấy gì cái nửa con gà cũng nhiều lắm các bà con. Rồi Lan để muối, đường, bột ngọt vô nha. Mình xào lên cho nó thấm. Mình xào cho nó săn rồi cho nó thấm thịt đồ trong này rồi cái Lan mới để mình để chút xíu nước mắm vô nha. Chị nước tôm rồi thịt gà nó săn rồi nha, Lan để nước vô, mình chế nước vô. Ít ít thôi, nhiều quá ăn không hết. Giờ Lan để Lan nấu nha. Lan đi, Lan bẻ mấy cọng ngò gai nha bà con. Bổ hổm cái chậu này nè, nhiều ngò gai lắm. Cái tự nhiên đi bưng nó vô trong kẹt, mình giấu nó, rốt cuộc nó chết. Giống như mùa đông á. Mùa đông mình trồng ở đâu thì mình để nguyên vậy nha bà con. Mình đừng có bưng nó đi giấu mà gì hết á. Bưng đi giấu là trái ngược lại là nó không có chịu. Nó không, lại chỗ lạ nó không chịu là chết à. Giờ Lan bẻ mới vô, Lan nấu canh chua nha. Cho nó thơm đó. Cái này nó bắt đầu nó nhảy con ra tùm lum hết trơn rồi nè. Lan bẻ mới vô nấu canh chua. Nói chung mình đừng có đem nó đi 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 úp nó đâu đó, nó nằm chỗ nào thì kệ nó đi. Đừng có quan tâm nó quá nha bà con, quan tâm nó quá là nó đi theo ông theo bà chứ là kỳ cục vậy đó. Nó bên đây nữa nè. Để Lan cho bà con coi ha. Cái lá này cũng tốt quá là ha. Để đây, bên đây. Ở đây bên đây nè, đây nhiều hơn nè. Đây. Đây nè. Bên đây cũng được mớt rồi, thấy không? Để trồng đó bà con ơi, ớt mình ăn cái loại nào mình thấy cay mà vừa ý đó, cái Lan bỏ hộp gì nó lên nè. Dễ trồng lắm. Nè giống như cái ngồi cái ai này nè, trời nắng lên thấy không? Cái Lan lấy cái hộp nó đó. Đó cái hộp nó gì đó thì mình bỏ, mình gieo nó ra thì nó mọc à. Ở đây khô nữa nè, đó để Lan rảnh Lan đợi nó ráo nước đi cái mình gieo nó, cái nó lên nè, gieo ở dưới chân của nó lên lại. Rồi thôi đi vô. Cái này bà con biết gì không? Tỏi nè, quá trời tỏi, nãy tỏi nhiều quá. Bỏ bớt mỡ đi, ở đây ăn nhiều mỡ không tốt, mỡ dầu nhiều không tốt. Ba cái tỏi bớt lửa rồi mình nó mới hết bọt được. Rồi bây giờ để Lan niêm của nó sao nha. Cái giá này nó hơi lạc mà con ơi, Lan để miếng muối nó hơi nhạt nha, Lan để chút xíu muối. Cái ngọt thì được rồi, miếng muối vừa ăn rồi nha. Canh chua lá giang. Rồi bây giờ Lan để lá giang nha, để nguyên lá không có sắc nha bà con, để nguyên lá luôn vô. Trời ơi 8 đồng hình như nó mắc tiền hơn con gà nữa bà con. Mình để lên rồi cái nó gì là nó chín, bà con nó sôi lên gì là chín.
đó, cái lá da nó đổi màu gì lên là được rồi đó. Rồi đậu lăng múc nó ra, bỏ rau răm chua vô. Cái lá giang thì nó đủ chua rồi. Làng đang lấy cái cọng á, lá giang làng trồng không biết nó lên không nha. Đó, chừng nào lên Lan nói cho bà con biết. Hello, Lan xin chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ món canh chua lá giang rất ngon nha bà con, ăn chung với thịt kho tiêu. Mời cả nhà ăn cùng tối với hai chồng Lan, mời cả nhà. Đây là tô canh chua lá giang nha, Lan đã nấu xong rồi đây. Ôi, mời cả nhà ăn cơm. Cơm gà. Gì? Canh chua gà. Nấu với cái gì? Nấu với coi coi. Canh chua lá giang nha bà con. Lan kho thịt kho tiêu nữa nè, hấp dẫn chưa? Trời ơi. Mời cả nhà. Chắc anh ăn tiếp em quá. Có cái muỗng này. Lâu quá mới ăn canh chua lá giang nha. Một lần ăn đông đá không à bà con, lâu quá mới ăn. Ăn từ từ sạc dỗ đói bụng rồi đó nha. Ăn 8 giờ tối rồi, 8 giờ tối rồi. Lá giang tươi nó chua hơn lá giang đông đá anh. Nó ăn đông đá không có chua. Chua ngon quá. Thật thật. Mời cả nhà ơi, ngon lắm cả nhà ơi. Ở này đi chợ xong heo mới gặp nè. Ngon quá, chua. Con gà Fugen chicken này cũng ngon lắm bà con. Ký cũng có 6 đồng rưỡi cái gì. Nói chứ đồ ăn đây rẻ, nó mắc. Con gà này 10 mấy đồng, 12 đồng gần 2 ký nè. Ăn đi cái ghế. Ngon, lá giang ngon quá. Hồi đó cái này lá giang ta lên núi ta bẻ ta bán thiếu chai gì trời cả đống luôn. Ớt cay nha anh Liêm, ăn vô hả không? Ớt cay á, biết rồi, biết rồi phải không? Má luôn không biết. Nó ông Lợi xin ăn, hai chồng cũng kiếm nó nè. Phải rồi anh bị gì lắm đói à? Đã giận không? Giận thôi. Để mày cục quá. Không lấy thịt để đi cho nó. Lấy không? Không biết. Đi lo ông nội biểu là lấy tô á, lấy tô làm. Được quá. Là ông nội biểu. Không biết. Ăn nè. Bắt luôn. Yeah. Cúi ra. Cô gà nó ăn gì? Ăn. Má luôn. Đoạn nóng nha. Phát tờ. Mì ý. Ngon. Ngon ha. Đói bụng rồi, đói bụng. Ngon hay đói bụng? Ngon. Ngon thì nó ngon, đói bụng. Anh Liêm thấy chứ ăn kén không nha bà con, đừng nói ăn dễ. Làm không ngon chê cho mà coi chứ đừng. Ngon quá, lá này. Lá giang, lá giang. Cái lá này. Ủa dưới anh có lá giang không vậy? Không, không biết.
Cà Mau, ở Cà Mau bây giờ biết có lá giang không nha, để nữa tôi đem về dưới cho chồng, nửa lên cho đốc á, lấy nhỏ đem về dưới. Vô nhà Vĩnh rồi mấy đứa nó nấu canh chua này nè. Cái lá giang này nè, ông ngoại lên xào ốc á bà con, ốc bu á, cái ông ngoại lấy cái khúc trên thôi, bỏ dưới đít nó đồ hết. Ông ngoại xào với nghệ rồi củ hành đồ tỏi rồi đồ gì đó, cái ông ngoại chế nước cốt dừa vô xong một cái đậu nó nêm nếm dừa ăn rồi đó, cái bỏ lá giang vô xào qua xào lại múc lấy ra ngon lắm. Lại không, lại không bà, lại cho ngồi ghế kìa, cho ta ngồi ghế cho ăn đây hả, ăn nó được không biết nó nhiều ký anh hả, 10 ký không đó đi à. Ok thịt nạc bỏ đi chua chua. Nóng là ớt rồi tiêu nữa. Ớt rồi tiêu nữa, hít hà. Mình chơi nóng quá. Ngon. Má luôn. Quê vô. Cãi cha nó đi. Ờ đây nè, bữa nay em nè, cãi nó. Cãi nó chích chả, nó không có đói rồi cãi nó. Nó không đói. Nó không đói, nó đói, nó lợi sinh năng rồi bà con ơi, nó không đói nó gì đó. Ngon. Ngon ha. Nói chứ mấy cái thịt này gặp thằng mày cồn nó phái lắm, mày cồn mình á. Nè xương nè. Anh đầu xương xương đó. Đây nữa nè, trời ơi, xương biết cha gì nè. Đừng ăn thịt chưa, thịt chứ mai cột. Xương nè. Ví dụ gì xương cá đóng nè. Ông dòm sao mà không thấy thịt không hả? Ở dưới được hả? Ừ, được chưa? Được rồi, em ăn. Căng miếng này vô. Ngon. Lâu lâu ăn ngon lắm bà con. Lâu lâu ăn ngon thiệt ăn. Ngon quá. Phải ghi vô cái sách á, vô sổ rồi mình đi Việt Nam mới nhớ ăn thôi, vậy mình quên không nhớ. Giống như đợt đó thèm trái cà na, tới bây giờ là 38 năm ta chưa ăn, cũng không về 2019 nói ăn, rốt cuộc lại quên mất tiêu không nhớ. Trái cà na, biết trái cà na không? Biết. Trái này là sao? Cà na, đúng. Cái là sao? Giống cái gì? Biết. À, biết ổng. Ông nói chứ ông không biết rồi đó. Trái cà na trên miệt trên em chứ dưới anh làm gì có. Nó giống như trái ô liu vậy đó, mà nó bự hơn. Mà nó cũng cái vị nó cũng chát chát giống vậy đó. Ăn chén nữa ha. Ăn chứ. Dạ, yeah, vậy thôi em cúp đi rồi anh ăn một từ cụm nha. Lan ngừng, Lan ăn có nửa chén cơm mà bà con. Thôi tới đây Lan xin kết thúc khuyên. Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan. Lan thành thật cảm ơn. Lá giang, canh chua lá giang với gà ngon lắm bà con. Lâu dữ lắm mà mới được ăn cái lá giang tươi nè. Thôi Lan xin chào cả nhà. Lan kính chúc bà con ngày mới vui vẻ khỏe mạnh. Bye bye bà con. Hẹn lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ dùm Lan. Bye bye. Bye bye. Chào cả nhà. Làm đầy chén cả nhà. Ngon quá cả nhà.